Xin chào mọi người. Nay rảnh rảnh mình lại lôi ra mình bổ cái quạt, cái quạt trần hôm trước bị sét đánh lan truyền. Hiện tại là bây giờ nó không chạy. Mình đo nhanh ở cái phía dây này, thì có một cái cuộn dây nó bị đứt, cuộn dây màu vàng này, màu vàng không biết là dây đè, dây hộp số này vàng này. Vàng vào túi điện. Vậy là cái cuộn vàng cuộn dây chạy vẫn còn nhé, còn dây đỏ là dây đỏ là dây đề, à không, dây đỏ là dây chạy, còn dây vàng là dây đề thì nó bị cháy. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra để xem là có lối được không. Nếu mà không lối được thì mình sẽ phải thay cái rô to, thì mình sẽ mua về thay. Bây giờ mình sẽ tháo ra xem nó thế mà tháo này ra mà nối được thì mình sẽ tiến hành nối, còn nếu mà không nối được thì mình sẽ phải thay cái stator, cái rotor ở trong. Hôm trước thì bị sét đánh lan truyền, cháy một cái phần điều hòa, một cửa cuốn, một bóng tít và bốn cái bóng đèn tít nhỏ. Muốn tháo này các bạn lại phải nguồn nghe lên trên, nguồn cái dây này vào trong cái nõi. Thank you.
khách sạn. Mình sẽ lấy cái khỏ để mình khỏ qua đi, cho nó cho nó dễ làm. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành khỏ qua với cái chỗ phòng bi ở chỗ này. Sắt đóng luôn. Mình đã đóng xong ra rồi. Bây giờ trước là mình đã tra mỡ để mình đo thử cuộn dây. Nhìn này thì nó chưa, khả năng là cuộn dây này chưa cháy rồi nhé, chưa bị đứt ở cuộn dây. Thì bây giờ có thể nó chỉ đứt ở phần tiếp điểm nữa. Bây giờ mình sẽ đo thử nhé. Để đo cái này thì các bạn nhìn ở trên này, trên này họ có vẽ này, cái dây trắng là dây chung này, trắng ra đỏ và trắng ra vàng. Đấy, thì mình để đồng hồ 2 ohm. Đang đo ohm này, để thử 100 ohm trắng này, một dây trắng dây chung này. Chắc hai đầu cứ đo vào là ok. Trắng ra đỏ cũng có này, trắng ra vàng nó mất này. Đấy, trắng ra vàng là không có này. Bây giờ mình sẽ tháo này ra để mình kiểm tra cái đầu dây vàng. Đây, kìm cắt để cắt bỏ. Bây giờ mình sẽ cắt cái đầu dây bó này ra. Nóng là đầu dây nhiều chỗ nó cháy. Bây giờ mình sẽ bỏ này ra nhé. Kiểm tra
sẽ làm tách ra, tách cái dây ra này. Đỏ thì vẫn còn nguyên này. Vàng ở đây xem có hay không. Vàng ở đây có này. Và từ vàng sang trắng. Vàng sang trắng này mất này. Hai đầu dây của cái dây vàng vẫn còn, phải nó đứt ở một vị trí nào đấy trong cái phần dây vàng này rồi các bạn. Mình sẽ tháo cái bi ra để nhìn đằng sau xem có thấy không. Nếu không thấy thì sẽ thay cái rotor này. Đóng thẳng xuống là nó sẽ ra cái này. Không cần phải nhé. Đây bây giờ luôn. Đây thì mình nhìn thấy cả cái cháy luôn. Cháy tại vị trí này luôn. Đây, mình nhìn thấy cái cháy luôn. Cái cháy ở mặt dưới tại vị trí này luôn. Đen đen này. Đó, để mình zoom thêm một tí nữa. Đó, có cái cháy này, những cái khe này nó sáng này, khe này cháy này. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu xem là cái cháy này như thế nào nhé.
cao mà xe này sẽ phải thay. Cũng thể là bây giờ mình sẽ test thử là mình bỏ bớt một số vòng dây ở cái này đi, bỏ bớt một số vòng dây ở cái cuộn này đi, bởi vì nó chỉ bị cháy một cuộn thôi. Thế xong rồi mình test thử xem có được không nhá. Bây giờ cái này nó chỉ bị cháy ở mới cuộn bắt đầu nhưng mà nhé, cái dây này là cái dây bắt đầu của cuộn khởi động này, và cái bên này là cái kết thúc của cuộn khởi động đây. Thế nó vào cái dây trắng đấy, bắt đầu kết thúc một cuộn bắt đầu này, bắt đầu đi đây vòng đây và đây là kết thúc, thì cho dây trắng nó bị đứt ở cái vị trí mà cái cuộn cuối cùng này. Thì bây giờ là mình sẽ test thử mình bỏ cái cuộn cuối cùng này đi. Thế sau đấy là mình sẽ hàn dây sang cái bên, xong bắt đầu là sau khi hàn xong coi như mình bỏ một cuộn này đi thì xem nó có chạy được không. Nếu mà chạy được thì coi như mình sẽ không thay cái stator hay cái rotor này nữa. À cái này là cái stator, cái vỏ ngoài sẽ là rotor, rotor là xoay. Thì mình cũng dùng một cái dây EMA, có EMA này nhé, ở cái máy biến áp. Bây giờ mình sẽ luồn nó qua, luồn qua đây, luồn qua cái cuộn mà hỏng nhé. Đấy, nó bị đứt ở cái cuộn bên này nhé, đứt dây ở cuộn bên này. Thì bây giờ mình không biết là cái kết thúc của cái này nó ở đâu, thì mình thấy có cái dây này nó ở ngoài này, mình sẽ hàn vào cái vị trí cái dây này luôn. Test thử luôn. Được thì tốt, không được thì mất chút thời gian nhưng mà lại có thêm ít kinh nghiệm. Đầu tiên là muốn hàn rồi thì mình sẽ cạo cái may đi. Để cạo cái này thì mình sẽ cho một cái sắt xuống để luồn giữ. Xác định là bỏ đi một cuộn hoặc là hơn một cuộn. Bây giờ mình sẽ đo thử cái này với dây trắng xem là nó có thông ra đây không ấy. Nếu mà thông thì mình sẽ hàn. Thấy các bạn, vậy là ngoài đứt ở đây nó có thể là đứt ở một số chỗ khác nữa. Bên kia vẫn lên. Không lên lên. Thử sang cuộn bên này luôn. Nếu mà bỏ này nó hơi nhiều và mất hai cuộn. Sẽ bên này nó nối vào dây trắng hay là dây. Đây, mình thử luôn này nó dễ. Thế là dây vàng. Dây vàng đối với cuộn này. Cuộn này là cuộn này vẫn lên. Tức là cái dây này sẽ nối chung ở dây trắng. Đấy. Nên thì bây giờ mình sẽ tiến hành hàn. Cái này chốc mình bọc bằng băng dính này. Rất nhiều múi dây nhé bạn nha, tí nữa mình đếm thử xem là có bao nhiêu múi dây. Này mình cũng không chuyên nên là không biết là nó có ảnh hưởng gì không, tuy nhiên là tính mình thích test thì mình cứ test thôi nhé, được không được thì mình sẽ báo các bạn.
cái này nó sẽ mất thêm thời gian. Được thì sẽ là tốt, mà không được thì chả sao. Có đi thêm cái kinh nghiệm để sửa chữa. Ok. Bây giờ cái dây này, đầu dây này thì mình sẽ hàn vào cái cuộn đầu dây trắng này. Cái này họ chỉ quấn, họ không thấy họ hàn. Đây, dây trắng vào dây chung đây. Cái này để tránh chập là họ cũng luồn qua cái. Đây là cái dây này là không dùng đến nữa này. Mình sẽ cắt cái này ra. Còn qua cái điện và cái nhiệt này. Mình cắt bớt cái dây đi. Cạo cái phần này như thế này hàng này. To hơn so với cái dây cũ của nó, vì cũ nó dây nhỏ hơn đấy, dây to. Đoạn này không ảnh hưởng. Đây là sẽ hàn lên. À, bây giờ mình đo thử lại này, mình vẫn đo ôm rồi nhé, vẫn đo ôm này, trong hai đầu có đo ok này, dây trắng với cả dây vàng, à, có ôm rồi nhé, đây, dây trắng với dây đỏ cũng có luôn rồi nhé, vậy là về cơ bản là cái này là đã có ôm, đây mình sẽ luôn cái này lại. Điện của nó, sau đó sẽ buộc buộc ba cái đầu dây này, một này, đầu dây để cho vào trong này. Thêm một cái cách điện một nữa. Kiếm nạt thít, còn không có nạt thít thì mình dùng cái dây này mình buộc luôn nhé. Mình dùng dây này mình buộc được. Đây là mình sẽ zoom gần hơn một chút. Đấy, thì mình đã luồn hai cái dây đỏ vào đây rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái đệm này lại vào cái
vị trí này, sau đấy mình cũng buộc lại. Bây giờ mình không không có thích thì mình lấy cái dây dây này nó lại như dây gai, dây dù để mình buộc. Mục đích cái này nó chỉ là giữ cái đầu dây thôi, nhưng mà cũng không quan trọng lắm. Buộc chặt lại nhé. Tôi phải lấy cái đầu này, sẽ để cái đầu dây này đúng vị trí sẽ mình buộc này. Thì các bạn cắt đi. Vậy là đã giữ chặt cái này rồi. Cái này là ok rồi. Bây giờ mình gọn lại một lần nữa này, trước khi lắp vào. Lên trắng như vàng lên này nhá. Trắng đỏ cũng lên rồi. Vậy là về cơ bản là ok rồi. Bây giờ mình sẽ luồn cái này đi. Tí nữa xem nó quay không ạ. Quay được thì hôm nay mình đóng vào cái đấy để chốc lên để phải lấy cái máy mài mài này. Cho nó vào xưa đây. Cho nó vào xưa. Cho nó vào nắng xây. Rồi mình sẽ cho cái đế ở dưới một trước, cái bi ở dưới này một trước nó đỡ cho nó bằng ấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây các bạn nhé, mình nắp vào này, mình cho này vào trong. Trong thì đã vào bi thì mình vẫn kéo ra được. Chưa quên không hàn cái không bắt cái hoặc cứ tiếp này. Đấy mình đã phải cắt cái điện đấy. Sau các bạn tháo thì mình khi mình tháo thì dễ thì mình ấn này vào trong để mình không biết tháo mình cứ để này. Đây là mình đo thử xem là cái này với ôm thì chắc chắn là có rồi nhưng mà đo thử xem là cái này nó có dò điện ra vỏ nhé, không có này, trắng này không có, vàng này đo ôm thì có này không có. Ok, không cần phải lấy ý kiến luôn. Đây mình sẽ đấu tụ vào. Thử nó quay nhé. Tụ này thì mình sẽ đấu vào dây tụ theo sơ đồ nó này. Nó sẽ đấu vào dây vàng và dây đỏ. Còn ra điện 220 2 là đỏ và trắng. Trắng và đỏ, vàng đấu dây tụ này, đỏ và đỏ này, dây vàng này sẽ vào dây đen của tụ này. Điện áp vào thì cấp vào dây trắng và dây đỏ nhé. Đỏ này
Những cái trường hợp mà nếu mà cái cuộn xong nó đứt ấy, mà mình tìm được đầu dây ấy, mình có thể nối được. Còn nếu mà mình không tìm thấy đầu dây ấy, thì giống như mình ấy, mình có thể bỏ qua một cuộn nhé, bỏ qua một cuộn dây. Đây là sẽ là nó lại thôi. Tiến hành lắp cái này này. Này khả năng nó không vào thì phải mài cái này đi. Lấy mấy mài mài bớt cái phần này thì mới mẹ vào được. Và lấy cái rũa. Và thì mình sẽ lấy cái mấy mài. Ngon rồi. Thì vệ sinh cái nắp lại. Đây, phần trần sau khi mình nối một cuộn dây nhé, cái cuộn dây mà nó bị sét đánh nó bị đứt đấy, tức là cái đấy là nó bắt đầu ở một cái cuộn và nó đứt ở cái đoạn cuối cùng của cái cuộn đấy, nối vào cái dây nối vào dây trắng là cái dây chung ấy. Đấy thì nó bị đứt ở tại vị trí đấy, thì mình đã bỏ đi một búi dây ở cái vị trí đứt ấy, bởi vì mình không tìm được cái đầu đứt để mình nối, và mình nối sang cái búi dây bên cạnh ấy. Thì đây, đây là sau khi mình nối, bây giờ mình sẽ bật thử đây, khởi động cũng vẫn như bình thường các bạn. Vù vù à. Đó. Gió thì vẫn mát, vẫn tương đương như cũ nhé. Tất nhiên là mình nghĩ là thiếu đi một búi dây thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến đến cái khả năng vận hành của quạt. Tuy nhiên là mình cũng không biết là nó ảnh hưởng rõ rệt như nào, thì hiện tại là mình cũng chưa nhận thấy là rõ rệt. Trước thì nó quay nó cũng hơi kêu này một chút. Đấy. Nhưng mà gió thì cũng vẫn rất mát. Ok, video của mình đến đây là hết. Hy vọng là cái mình chia sẻ một phần kiến thức đến các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like và subscribe kênh nhé. Thế còn nếu mà có cái vấn đề gì, mình thì không phải chuyên về cái lĩnh vực này nên mình không chắc chắn là nó có ảnh hưởng hay không. Đây là cái kinh nghiệm và cái trải nghiệm từ cái bản thân của mình. Mình test thử như thế. Thế còn mình đã xác định rồi, nếu trong trường hợp mà không được ấy, thì mình thay cái starter đấy, nó khoảng 280 hay 300 rồi đấy, thì mình đóng là mình hoàn toàn có thể thay được. Tuy nhiên là cái này nó vẫn chạy và vẫn mát như bình thường ấy, thì mình sẽ không thay nữa mà mình để nguyên là mình chạy. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like và subscribe kênh nha. Rồi, xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn nếu mà có tình huống tương tự thì mình cũng cứ thử. Xin chào và hẹn gặp lại.